Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ khui cái hộp này ra, mình mới vừa mua trên Lazada. Này là cái vòi hút nước gắn lên cái đầu của cái bình nước tiện lợi. Mình thấy nó giới thiệu đảo quá, mình đặt mình mua đem về để cho gia đình mình xài. Bạn thấy cái hộp của nó nè. Đồ này đồ của Trung Quốc nha các bạn. Nó xài bằng pin. Khi mà hết pin thì nó ghim USB của điện thoại vô mình sạc. Đó, bình nước nè, bình nước nóng lạnh đó các bạn. Giờ mình khui cho các bạn coi nha. Ở bên trong nó có gì nha. Đây là bên trong chiếc hộp. Nó sẽ có một cọng dây USB và một cái vòi nước để chảy nước ra để mình hứng vào ly mình uống. Đây là cái phiếu của Trung Quốc, bỏ đóng bằng bền này. Con này chắc là cái vòi nước. Vòi nước này cắm vô cái thùng để nó hút nước lên. Chút mình sẽ ra ngoài sau bọt cắm vô cái thùng cho các bạn xem coi nó hoạt động như thế nào nha. Còn đây là sản phẩm của em nó. Đây nè các bạn, màu hồng nha, có nút power. Giờ mình sẽ gắn vào và đem ra phía sau thử cho các bạn xem nha. Đây. Xong rồi các bạn. Giờ mình ra ghim vô cái đầu bình nước tiện lợi thử nha. Ta sẽ nhét nó vô như thế này. Rồi lấy cái ly. Lấy cái ly. Lấy cái ly. Ánh nút mấy bữa chưa đem xuống không nè. Đây là cái bình nè. Giờ chúng ta sẽ bỏ cái ống này vô cái bình này. Chúng ta sẽ dặn chắc nó rồi. Nó rất là cứng các bạn. À, giờ ta chỉ việc bấm nút khởi động là nước sẽ chảy ra. Đó, các bạn thấy nước chảy ra. Quay. Ta sẽ bấm cái này là sẽ tắt. Sạch sẽ và tiện lợi các bạn. Mình mua về đi mình xài đó. Các bạn nào mà có thích muốn sử dụng thì click cho cái link bên dưới và để mua nha các bạn.